Tôi muốn chúc mừng các cầu thủ Iran, họ áp đảo trận đấu hoàn toàn và chiến thắng xứng đáng. Nhưng cần nhớ rằng, các cầu thủ của chúng tôi còn rất trẻ, còn nhiều thời gian để phát triển. Đây là bài học lớn dành cho họ. Chúng tôi vẫn còn một cơ hội ở trận đấu với Saudi Arabia sau đây 3 ngày. Chúng tôi phải quên trận này, tập trung cho trận đấu đó. Thuyền trưởng của Olympic Việt Nam chia sẻ thêm, đây là dự án, chiến lược của VFF. Chúng tôi đem cầu thủ trẻ đến đây, đội hình trẻ nhất giải đấu này. Chúng tôi cần thời gian, cần giải đấu này để họ thách thức bản thân và phát triển. Tầm nhìn của chúng tôi dài hạn, cho năm sau và sau nữa. Chúng tôi tập trung cho chiến dịch World Cup 2026-2030. Phải hành động vì cầu thủ trẻ. Với tinh thần đó, nên khi tiếng còi vãn cục vang lên, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã bắt tay động viên từng học trò nhỏ của mình. Khi được hỏi về điều này, ông bộc bạch, cầu thủ thời điểm đó cần ban huấn luyện. Đối phương hơn hẳn chúng ta mọi mặt, thể hình, thể chất, tuổi tác hay kinh nghiệm. Nền bóng đá Iran cách xa Việt Nam, đứng 22 trên bảng xếp hạng FIFA, còn chúng ta đang ở đâu? Những trận đấu như này rất bổ ích với cầu thủ Việt Nam. Đương nhiên, tỷ số thua như vậy không ai vui cả. Nhưng nhìn về góc độ chuyên môn, sau trận đấu như này cầu thủ trưởng thành nhiều hơn. Thông qua trận đấu này, họ hiểu rằng bóng đá là như vậy, là môn khoa học rồi, không còn là trò chơi như chúng ta nghĩ nữa. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chia sẻ thêm, tôi vẫn thường nói với các cầu thủ rằng chức vô địch SEA Games, vô địch AFF vẫn không giá trị bằng một trận thắng ở Olympic đâu. Ngày xưa thế hệ chúng tôi mà được tham dự một trận đấu ở ASEAN chẳng khác nào giấc mơ. Vì vậy các cầu thủ bây giờ cần phải nắm bắt cơ hội này để học hỏi. Trở lại với những đánh giá về trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tỏ ra không hài lòng khi các cầu thủ tiếp tục phạm sai sót ở những thời điểm cần sự tập trung cao nhất, giống như ở trận đấu với Mông Cổ. Đây là vấn đề của chúng tôi. Các cầu thủ cần tập trung ở đầu và cuối hiệp. Điều này được tôi căn dặn trước khi đến đây, trước giải này. Nhưng họ làm không tốt, bởi vì dưới sức ép của một đội bóng mạnh. Giờ chúng tôi sẽ có một cơ hội nữa, cần cầu thủ có thời gian kiểm soát trận đấu từ phút đầu. Những sai lầm này, chúng tôi cần sửa lại và thay đổi. Về ý kiến thắc mắc thủ môn Đỗ Sĩ Huy là đội trưởng nhưng lại không thi đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn giải thích, về ban cán sự, chúng tôi có quy định thống nhất riêng. Đội trưởng đội bóng khác hoàn toàn đội trưởng trên sân. Có thể, đội trưởng đội bóng không thi đấu thì có người trong ban cán sự thay thế ở trên sân. Tôi cũng biết rằng, nhiều người lăn tăn về chuyện này. Ban cán sự gồm Đỗ Sĩ Huy, Quan Văn Chuẩn, Khuất Văn Khang, Nhâm Mạnh Dũng, Phan Tuấn Tài. Tuấn Tài và Mạnh Dũng không tham dự được trận đấu, chỉ còn Khuất Văn Khang và Quan Văn Chuẩn trên sân. Sau khi thống nhất Quan Văn Chuẩn bắt chính, tôi nghĩ vị trí đội trưởng của cậu ấy phù hợp. Chúng ta đừng nghĩ quá nặng nề. Vấn đề quan trọng là kết quả.